Đây đẹp chưa? Kì. Hoa sơ dòng nhiều nhỉ? Mua cái chậu để bàn. Cái này là trồng sống ở đâu không nhỉ? Những cái cây này này có sống không? Cái này trồng lâu rồi đấy. Cái này nó không cao. Mua cái nào? Có khách thì chơi 30.000. Chậu đỏ là 60.000. Lấy chậu đỏ đây mà 60.000. Tiền nó 70.000. Đây mà cháu lấy là đấy. Nhớ bao nhiêu đồng tiền. Cái này một tuần dưới làm xong thì cho nó mưa ba nước ngoài tí cho đi. Lấy cái này. Cái này bao nhiêu ạ? Cái nào? Cái đấy là 70.000 đó. Nó không giống chậu này mà lại 70.000 ạ. 70.000 cái đấy là xem sức khỏe nó đắt. 40.000 quả. Đó. Không, cái đấy 70.000, cái này 80.000, đúng giá luôn nhá. Cháu có biết chắc đâu. Cái chậu 30.000 rồi. Chậu này bao nhiêu cô? Cái chậu kẻ 30.000, cái chậu này 40.000 cơ. Cái đấy 70.000. 70.000 chậu này. Hai tiền. Còn kim tiền nó đắt hiện 50.000 cái không. Còn lấy cái nọ kia đạp kìa. Cái đấy hả? 101. Đấy nọ trắng trắng cái này. Về tươi. Tươi em 10.000 nó trả chỉ 150. Cho mày được 60.000. Cái bông sen này nó đắt để cho này. Cái đây là sen sức khỏe nó đắt chứ. 40.000 không không rồi. Lấy cái này không ạ, đúng 70.000. Không lấy nhiều không? Bác ơi, ngày về mấy ngày mới tưới ạ? Nửa tháng tưới. Nửa tháng mới tưới này. Tưới đi. Bây giờ về là không phải tưới đâu nhé. 60.000. Bữa trước muối cây kia về là tham rồi nó bị chết. Cái này cho má chết được. Cháu này cháu này. Nhiều nha. Cái này chỉ có không chết. Cái này sen sức khỏe. À đây đúng rồi, quên, em xin lỗi nhé. Năm mươi này đừng mua cái này là này ná về đó. Bông này bông sen sức khỏe này tốt, 40.000 bông bông như đấy. Cái cây này nó hơi nhéo nhéo về. Bán thì để cả là thằng nào. Cháu đi con lấy cái khác thoải mái như đây.